Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em set up nhanh cái đầu ghi analog của Hikvision nha. Thì thực ra đầu analog và đầu IP thì set up thì nó cũng khá giống nhau, chỉ có một vài điểm khác nhau ở phía sau. Thì hôm nay mình sẽ làm đầu analog, vài hôm mình sẽ làm đầu IP cho anh em xem. Đầu tiên chúng ta gắm nguồn và đợi cho nó khởi động lên. Ở màn hình giao diện này thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ. Anh em nào rành tiếng Anh thì để tiếng Anh chơi, không để tiếng Trung Quốc cũng được. Bên mình chỉ biết tiếng Việt nên là để tiếng Việt. Rồi, khi chúng ta yes thì nó sẽ khởi động đầu ghi lại. Quá trình này mình sẽ tua nhanh nha, lát lên mình sẽ quay tiếp. Rồi, sau khi chờ đợi khoảng cỡ 2 phút thì nó đã lên ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi chúng ta chọn kế tiếp. Ở đây thì mình sẽ đặt mật khẩu. Đặt đi em, đặt mật khẩu đi. Thì mọi người lưu ý cái chỗ này nè, mật khẩu của mình nó sẽ có cái mật khẩu kích hoạt camera và cái email để lại mật khẩu đặt lại á. Thì cái email đặt lại mật khẩu này á là để mình lấy lại mật khẩu khi mình quên. Còn cái mật khẩu kích hoạt camera thì có nghĩa là cái mật khẩu này nó dùng để kích hoạt camera camera IP á, nghĩa là IP khi mà kích hoạt thì cái đầu ghi này nó sẽ có tính năng là kích hoạt mật khẩu đó luôn. Thì anh em xài cái nào thì chọn cái đó nha. Rồi, ở đây mình xài mặc định như thế này rồi, kích hoạt. Thì đây là quá trình kích hoạt đầu ghi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đặt mật khẩu vẽ hình. Thì ở chỗ anh em làm như thế nào thì anh em đặt như vậy nha. Này này giống như mật khẩu vẽ hình mở khóa màn hình điện thoại của mình á. Rồi, ở hướng xác định giờ thì chúng ta chọn múi giờ của mình là cộng 7. Lưu ý chỗ này là chúng ta nên bật NTP lên nha. Cái NTP này là gì? Cái NTP này là nó sẽ tự động cập nhật cái giờ của mình. Thì anh em có thể chọn cái máy chủ là Windows hoặc là máy chủ của Google. Tâm 1 hả em? Nó cũng có, tâm cũng có nha. Rồi, anh em chọn này. Thì cái này nghĩa là khi nào mà cái đầu ghi của mình nó bị hết pin á, thì nó sẽ cập nhật bằng khi có mạng là sẽ tự cập nhật giờ, còn không sẽ bị chạy sai giờ nha. Rồi, thì khi sai giờ thì nó sẽ lưu sai luôn. Rồi, tới đây thì cái bước này là bước đặt IP cho đầu ghi. Thì nếu như anh em chỉ xài solo á, xài một đầu ghi thì chúng ta để DHCP cũng được. Còn nếu như mà có vấn đề kéo về xa, kéo về ở xa hoặc là kéo nhiều đầu ghi thì chúng ta nên lưu ý chỗ này nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, ở đây là cái cloud của HitConnect. Có nghĩa là ở đây chúng ta nếu như muốn cài vào điện thoại để xem từ xa thì chúng ta phải bật cái chế độ này lên. Rồi, em mở lên đồng ý đây. Rồi, còn cái chỗ này, cái mã hóa này. Cái mã hóa này là cái mã hóa này giống như cái mật khẩu lớp 2 của camera, nghĩa là khi mà chúng ta đã vào được đầu ghi mà muốn xem được camera thì chúng ta phải nhập cái mật khẩu xác minh này nha. Nên là nhiều anh em khách hàng không hiểu, nghĩa là có mật khẩu thì xem được, đó là không phải nha. Nghĩa là chúng ta phải có luôn cái mã xác nhận này thì chúng ta mới xem được camera. Rồi, ok, kế tiếp. Ở đây là mục thêm camera IP, nhưng mà đầy chúng ta đang xài là cài cho đầu analog nên chúng ta không cần cái này, bỏ qua. Đây là phần ổ cứng. Nếu như để chắc chắn thì chúng ta check và nhấn cho khởi tạo ở góc bên trên đó. Đúng rồi, chúng ta khởi tạo lại ổ cứng thì nó sẽ khởi tạo lại để cho nó phù hợp với lại đầu ghi. Tại vì mỗi đầu ghi nó sẽ có một cái cách chạy khác nhau, đầu hit khác, đầu Dahua khác. Rồi, ok, chế độ bình thường, chúng ta kích hoạt. Rồi, như vậy là bình thường. Clip sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách để cài nó lưu chuyển động và lưu liên tục. Hiện tại là lưu liên tục nha.